gì, có người em đang sợ ế đây này. Em biết rồi nha. Anh trả lời giùm em đi anh Ngọc Thiên. Mọi người hỏi cái gì mà em không trả lời được thì có trợ lý của em sẽ trả lời cho mọi người nha. Sao mà sợ anh tìm em nơi đâu? Em nói thiệt mà, không tin hả? Dạ đúng rồi, em ở bình Hương Hòa nha. Ở gần, chứ không phải ở đó nha, em ở gần thôi. Trợ lý của em là anh Ngọc Thiên. Đó, anh Ngọc Thiên là trợ lý của em nha mọi người. Mọi người hỏi em cái gì mà nó qua nhanh quá đó, em không trả lời được thì có anh Ngọc Thiên sẽ trả lời trực tiếp cho mọi người luôn. Thiệt là nhiệt tình luôn. Quê em ở Bình Thuận nha mọi người, em ở miền Nam, em không phải ở miền Tây nha. Em ở miền Nam nha mọi người. Em nói chuyện giống miền Tây lắm hả? Em nói chuyện mọi người nghe rõ không? Dễ nghe không?